chợ mệt nhoài, bây giờ vào quán là ăn thử món, nói chung là món món này là món mì lòng heo, xem món mì lòng heo xem nó có ngon không. Mì lòng heo là một trong những món mà rất đặc trưng ở Đài Loan. Đây à? Đây, mì lòng heo ấy. Như cháo nhỉ. Ăn từ lần này lần sau dám ăn đâu, sợ luôn rồi. Cái vị Đài Loan nó hay như vậy mà. Vị Đài Loan nó hay kiểu ngay ngái, nó lạ lạ, nó không giống như ở Việt Nam. Việt Nam mình ăn lâu ăn quen ấy, nhưng mà mình sang đây mình ăn quen. Không ăn hay không ăn à? Không ăn luôn.